Alo, xin chào các tình yêu của CC. Đây là một cái váy vải thun, thun lạnh, rất là lạnh ha. Mình vải không nhanh, dễ mặc lắm. CC mang đôi guốc này vào thì chiều dài là vừa luôn đó. Váy size small và đây là cái áo xuất sắc luôn đó. Các chị em nào mà thích mặc đồ quậy quậy giống như CC á là sẽ rất là thích cái áo này. Đây là mình vải muslin, cái phần vai có độn vai ha, và trái tim ở đằng sau lưng là như vậy, nó hở như vậy. Thì khi các bạn mặc, các bạn cột lại, nó có rất là nhiều kiểu cho các bạn cột lại, có thể đắp chéo hoa như vậy cũng được ha. Hoặc là các chị em có thể cột nhiều kiểu lắm các bạn, rất là nhiều kiểu luôn. Lúc CC mua đó là người ta chỉ cho CC cột, các bạn có thể cột như vậy và cột cái nơ ở đằng trước bụng giống như hồi nãy CC mặc đó. Và một cái thứ ba nữa là các bạn chỉ cột như vậy thôi, cột cái nơ ở đằng sau lại ha. Đó, rất là dễ thương. Nhưng mà nếu CC mặc á, CC thích cột như vậy các bạn, rất là đẹp luôn. Cái váy này là tại vì nó có màu đỏ, nó có màu đen và nó có màu vàng vàng, nhiều màu đẹp đẹp đó. Đó, CC thấy nó rất là phù hợp với lại cái áo này, cho nên CC phối với cái áo này. Cái váy size small, cái áo này hình như cũng là size small, nhưng mà small hay medium gì các bạn đều mặc cái áo này được, và tại vì nó không có nút, nó không có gì hết trơn đó. Cái này là do các bạn cột cái dây thôi ha. Đây là một cái áo mà xuất sắc lắm luôn, nó dễ thương lắm. CC để dành lâu lắm rồi đó, giờ mới có đó, trên cả tuyệt vời, thật là đẹp luôn. Ngày hôm qua đó CC review một cái video đó, bán hết rồi, bán chỉ còn có 4 cái áo đầm size 6 thôi. Thì các chị em nhắn tin size 8 nhiều quá, thì hôm nay CC sẽ review một ít đồ CC phối như vậy nè. Các chị em nói rằng là tại vì CC có thời gian rảnh, CC đi tìm được nhiều đồ CC phối, còn các chị các em thì không có thời gian đi như vậy. Nhưng mà CC phối đủ thứ đi, quần jean, quần tây, áo đầm, váy đầm này nọ, chứ đừng có phối một loại, với lại đừng có phối một size, tại vì đã không có thời giờ rồi, vô coi cuối cùng không có cái nào mà size của mình hết, cho nên là cũng cảm thấy hơi buồn đó. Cho nên CC sẽ cố gắng làm san kẻ ha. Thì đây là bộ đầu tiên CC gửi đến quý khán thính giả của CC nè, rất là dễ thương và thoải mái với cái mình vải, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo lời yêu cầu của các chị em muốn CC phối những bộ váy đen, áo váy đen như vậy nhiều lắm, rất là nhiều các bạn nhắn tin một bộ đen như vậy. Nhưng mà CC phải tìm, thứ nhất là đúng size, thứ hai nói chung là nó phải giống nhau về cái mình vải mới phối được. Ví dụ như đây là cái mình vải thun lạnh thì các bạn mới có thể phối được với lại những cái váy thun lạnh. Còn thí dụ như nó là vải xoa rồi vải kate, vải xô này nọ, nó không có phù hợp với nhau, cho nên là phối như vậy cũng hơi kén ha. Thì CC tìm được bộ nào CC phối bộ đó. Thì đây là một bộ mà đẹp như ý luôn ha. Áo này hình như là hiệu Calvin Klein hoặc là CK gì đó các bạn, Calvin Klein ha. Vải thun lạnh size small. Cái váy này là một thương hiệu gì đó, giờ nó kẹt ở trong này rồi CC cũng không coi được ha. Đó, nhưng mà đây là một bộ rất sang và rất đẹp. CC thắt với lại cái belt hiệu Michael Kors. Belt này là thun cho nên là các chị em yên tâm, không có sợ bị rộng chật ha, vì nó có cái độ co giãn. Bộ này các chị em thắt cái belt lớn như vậy sẽ rất đẹp, vì cái váy này đó, cái bản lưng lớn. Bộ này là size small, mình vải thun lạnh không nhăn, sang trọng lịch sự và rất đẹp bộ này, size small ha. Và tiếp theo, bộ này là size extra small.
cái váy này là mình vải thun có độ co giãn, mà cái mình vải sờ tay vào nó lát như là phi bóng vậy đó, nhưng mà không phải ha. Sisi thích nhất là cái phần này nè, đó, cái phần này là cái phần mà các chị em chúng ta cần lắm luôn đó các bạn. Cái mình vải của cái váy nó là mình vải thun nhưng mà nó rất là bóng, rất là đẹp, cho nên Sisi mặc với lại cái áo này. Cái áo này nó là cái mình vải giống như vải phi, giống như lụa vậy đó. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, và cái váy này là một thương hiệu thời trang ở Mỹ. Một bộ này là đúng size X small luôn đó các bạn. Các chị em có thể mặc đi làm. Rất là lịch sự, rất là đẹp đó. Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Thật là đẹp đó các bạn. Hôm nay Sisi tìm được chắc khoảng 10 bộ. Sisi sẽ phối cho các bạn xem. Thì chị em nào thích, các bạn muốn mua áo thì mua, các bạn muốn mua váy thì mua, muốn mua nguyên một bộ thì mua ha. Các bạn có thể mặc cái váy này với nhiều loại áo khác nữa. Chẳng hạn như áo thun này hiệu Michael Kors. Tất cả CC mặc đều bỏ áo ở trong váy. Vì các bạn đi làm, các bạn mặc áo bỏ trong váy rất lịch sự và rất đẹp. Cho dù các bạn có đi nhà thờ cũng vậy, bỏ ra ngoài như vậy là chúng ta đi chơi thôi, mặc quần jean này nọ thôi. Đây là áo hiệu Michael Kors, rất là lịch sự và đẹp áo này. Thì một cái váy các chị em cũng có thể mặc được với nhiều áo lắm. Cái áo này cổ rộng như vậy thì các chị em mặc để đi chơi thôi. Áo này là hiệu Guess. Chị em nào mà có cái ngực á lớn lớn chút, mặc cái áo này đẹp lắm luôn đó các bạn. Áo này nè, áo này size medium. Rồi để CC thay tiếp tiếp nha. Rồi bây giờ CC qua bộ khác nha. Và tiếp theo, bộ này quá đẹp luôn. Bộ này đẹp xuất sắc luôn, rất là có cá tính, rất là nhìn hay hay lắm các bạn. Nếu CC đoán không lầm, CC nhớ là CC đã được nhìn thấy kiểu tương tự như vậy ở đâu rồi đó, trong một cái bức tranh nào đó, hoặc là ở đâu đó. Khi CC mặc vào, CC đứng nhìn trước gương, CC nhớ được rồi đó, mà giờ chưa nghĩ ra thôi. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Áo mình vải xô, váy mình vải kate xô. Đây là một loại váy đắt tiền. Hai lớp lót ở bên trong. Lớp lót ở bên trong bằng thun mát ha. Ở ngoài là mình vải kate xô có mấy tầng. Bộ này dành cho các chị em nào thiếu chiều cao. Bộ này size lớn lắm. Cái áo này là tới hai chữ medium lận. Và cái váy này là size medium. Lưng thun. CC không có kẹp lại, muốn để như vậy cho các chị em xem đó. Lưng thun ha. Rộng. Cả tới 8 phân. Nhưng mà lưng thun các chị em không sợ. Cái áo là size medium, medium. Mình vải xô đúng chất vải xô. Hai thương hiệu khác nhau nhưng mà đều là thương hiệu nổi tiếng. Đẹp các bạn ơi, xuất sắc luôn. Bộ này chỉ dành cho các bạn thiếu chiều cao nha. Bạn tròn người đó, thiếu chiều cao, đây là bộ bạn cần mua nè. Các bạn cao đừng mua bộ này nha. Bộ này rất là đẹp luôn đó các bạn. Thật là xuất sắc bộ này. Thật đẹp. Đơn giản, thật là đơn giản nhưng thật là đẹp luôn. Đây là cái áo dạng như vậy. Các chị em có thể mặc cái quần tây, mặc cái quần jean. Nếu các chị em muốn áo bỏ ra ngoài, mặc như vậy được nè, thì các chị em thắt cái bèo ngang qua.
đẹp lắm luôn đó, mà rất là thoải mái luôn, rất là có cá tánh bộ này, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo, bộ này thì không thể chê vào đâu được các bạn, sang trọng, lịch sự và đẹp. Đây là cái váy hiệu Polo. Các bạn biết thương hiệu này thì rất là đắt tiền rồi đúng không? Váy này là size 2, mình vải cateso ha. Dạng váy cực kỳ sang, thật là đẹp luôn. CC mê luôn đó, size của CC nè. Nhưng mà chị em nào muốn mua thì cứ mua cái này, CC có lâu rồi, CC để dành đó. Thật là đẹp cái váy này, xuất sắc luôn đó các bạn. Cái váy này không có lưng thun, là lưng quần tây, cho nên là không ăn gian size được nha các bạn. Các chị em nào eo 70 hoặc là 72 mới có thể mặc vừa cái lưng này, 70 thôi các bạn, 70. Không có thun nha, cho nên là suy nghĩ là không ăn gian size được ha. Size X-small. Đẹp xuất sắc luôn. Trên cả tuyệt vời luôn đó các bạn. Cái áo này là size cũng X-small thì phải đó, hiệu Michael Kors. Cái áo này mặc với cái váy này quá đẹp luôn, thật là đẹp luôn. Áo này CC có hai cái ha, một cái đen và cái trắng. Đây là cái đen của CC đó. Những cái dạng áo này nè, các bạn cầm nó không có đẹp, các bạn mặc vào người nó mới đẹp. Đẹp ha. Bộ này đẹp xuất sắc luôn nè. Mê luôn đó, bộ này nè. Hiệu Polo thì các bạn khỏi phải nói rồi. Size nhỏ lắm nha, với lại không có ăn gian được nha, cho nên là phải là size X-small. Các chị em mới có thể mặc vừa cái váy này ha. Còn cái áo thì ok, áo size small hoặc là X small các bạn mặc được. Đẹp quá. Bộ này đẹp quá à. Thật đẹp bộ này các bạn. Và tiếp theo, bộ này là mình bảy xô size small. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Size small mà rộng rinh nè. Đây là áo cột, áo khoác, áo cột. Các chị em có thể mặc áo này không thôi. Ở bên trong các chị em khỏi cần phải mặc cái áo thun ở bên trong. Đây là dạng áo cột. Cái loại áo cột này cột được nhiều kiểu lắm. Một là các bạn cột cái kiểu như vậy, cái nơ nằm ở đằng sau như vậy, thì nó là cái dạng áo chéo như vậy này, như cổ tim chéo qua thôi, hở bụng một chút xíu. Hai nữa, các chị em lớn tuổi một chút thì các chị em cột mặc như vậy, ở bên trong mặc một cái áo thun, áo thun lạnh của mình đó, rồi các chị em cột như vậy. Các chị em nào lớn lớn chút thì các chị em mặc sẽ vừa hơn CC, CC mặc rộng thùng thà thùng thình. Đây, size small đó nhưng mà rất là rộng. CC nghĩ bộ này size medium các chị em mặc được, tại vì rộng lắm. Thứ nhất là áo không cột dây nữa. Thứ hai là cái quần nè, rộng thùng thà thùng thình như vậy nè. Tức là size medium mặc được bộ này. Áo bên trong thì các bạn muốn mặc áo gì thì mặc, áo thun lạnh hoặc là gì đó thì tùy. Đây là áo khoác không dây. Các chị em có thể mặc những dạng áo thun như vậy nè. Với lại quần này, mặc đơn giản như vậy cũng rất đẹp.
mang theo cái áo này bỏ trong giỏ. Nếu mà đi giữa trời nắng hoặc là gì đó, khoác vào để cho nó che cái tay của chúng ta lại. Với lại đây là mình vải tôn, mình vải mát, lạnh. Cho nên các chị em không có sợ là bị nóng hoặc là bị nắng ha. Đó, như vậy nè, rất là đẹp. Size medium mặc vừa bộ này ha. Là đây. Và đây, trời ơi, bộ này quá đẹp luôn các bạn. Bộ này là CC thấy con mannequin mặc nè, CC mua liền luôn các bạn. Tuyệt vời luôn. Cái quần tây này cũng có chất liệu thun nhưng mà ít thôi. Quần này là 2 số 0 đó các bạn, mà CC mặc vẫn còn bị rộng này. Rộng nè, các bạn thấy không? Thành ra bạn nào size small đó là mua được cái quần này. Đó. 2 số 0 là CC tưởng là CC đã mặc vừa rồi đó, mà cuối cùng cũng không vừa. Bạn nào size small mua quần này đi. Trời ơi, quần này đẹp mê ly luôn. Nè, đó. CC bóp lại thì các bạn thấy không? Các bạn mặc nó thẳng tắp như vậy nè, thật là đẹp cái quần này luôn các bạn. Quá đẹp cái quần này luôn, xuất sắc luôn. Rồi 2 số 0 rồi mà CC còn không mặc vừa nữa, các bạn thấy không? Ôi đẹp quá cái quần luôn, mê ly luôn. CC thấy nguyên một bộ này luôn nha các bạn. Nhưng mà họ cùng một thương hiệu, nhưng mà của mình là khác thương hiệu ha. Đây. Quá là đẹp. Áo này là mình vải giống như lụa vậy đó. Cái cổ đổ đổ như vậy. Giống như chúng ta choàng một cái khăn. Đẹp quá, xuất sắc luôn. Bộ này đẹp quá. Họ cũng thắt cái sợi dây nịt màu trắng, cũng có cái dây tua tua như vậy luôn. Nhưng mà CC không có mua. Cái này là của CC nè. Đó, CC phối giống y như là cái CC nhìn thấy như vậy đó. Đẹp quá luôn. Bộ này quá đẹp các bạn, mê luôn bộ này luôn á. Quần dài khoảng 3 cái gấu như vậy đó, CC săn lên. Quần này không có túi ha, chỉ có túi sâu thôi à. Túi sâu ha. Túi sâu này bỏ tiền được á, nè. Chưa có cắt chỉ ha. Đẹp quá các tình yêu ơi, bộ này đẹp xuất sắc luôn. Chị em nào size small đừng bỏ qua bộ này. CC năn nỉ các bạn mua luôn. CC mặc vào người, CC mới cảm nhận được. Cái áo này cái mình vải là thôi khỏi khỏi bàn luôn các bạn. Cái mình vải này là mê ly luôn đó. Áo này CC mặc được nè. Chị em nào muốn mua thì mua, không mua CC mặc. Nhưng mà chưa biết mặc với cái gì nữa. Nhưng mà đẹp lắm, mê luôn. Còn cái quần size double zero ha, 2 số 0 mà CC mặc rộng như vậy đó, thì các bạn size small mặc được cái quần này. Trời ơi, bộ này đẹp xuất sắc các tình yêu, xuất sắc luôn đó, nói thiệt đó. Thật là đẹp luôn. Và tiếp theo đây là một cái váy rất là sang, rất là đẹp, để cho các bạn mặc đi nhà thờ nè, mặc đi làm việc nè. Váy này cũng bán mấy cái rồi ha. Cái này xếp ly nhỏ xíu là mới của 2023 đó các bạn. Mặc vào người rất thoải mái, rất là đẹp. Váy size small, áo là size medium. Áo này là hiệu Calvin Klein. Mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn á. Cái tay bèo hai lớp. Đẹp lắm. Cái váy này mặc với cái áo này thật là đẹp, là tại vì cái màu nó rất là đúng. CC còn một cái nữa là đây. Cái váy này các chị em có thể mặc được với hai cái áo này luôn. Vì cái màu nó giống nhau các bạn. Hai cái áo giống nhau cùng một thương hiệu, khác cái màu thôi ha. Thì cái váy này đi chung được với hai cái áo này. Thật là đẹp đó. Cái áo này nè, bỏ ra ngoài thì nó là như vậy.
mình vải thun lạnh lạnh ngắt luôn á, không có nhăn luôn á, thích lắm, đẹp quá hả. Đây là cái logo của hiệu Calvin Klein. Size medium, rộng rãi, thoải mái mà đẹp. Các chị em đúng size mặc cái áo này sẽ rất đẹp. Còn CC mặc á, cái vai nó tuột lướt xuống ở dưới đây nè. Đó, các chị em mặc đúng vai nó sẽ là như vậy. Rất là đẹp cái áo này. Đẹp lắm các bạn. Bộ này thật là đẹp. Bộ này bạn nào size medium mặc sẽ rất đẹp. Size medium mà bạn tròn người, bạn to, bụng bạn to, mông bạn to thì bạn mặc cái bộ này đẹp vô cùng là đẹp luôn. Đây là cái áo rộng như vậy nè. Phần ở dưới này nó có thun cho nên nó ôm lại cái bụng của các bạn và đây nó phùng ra. Áo này là mình vải muslin, họ may hai lớp ha. Ở bên trong họ lót một cái lớp. Này cũng là muslin luôn. Bạn nào phải to lắm mới mặc vừa cái áo này ha. Rộng lắm luôn nha các bạn. Đó. Rất là rộng luôn đó. Tay dài rộng, tay cũng có thun ha. Ở dưới line này cũng có thun kéo phùng phùng lên. Và cái váy này cũng là size medium. Ở đằng sau có thun, ở đằng trước là cái bản lưng. CC kẹp lại khoảng 10 phân, tức là rộng lắm. Chị em size medium hãy mua lấy bộ này. Các bạn muốn mua váy, muốn mua áo mua ha. Nhưng mà CC nói là rộng lớn lắm nha các bạn. Bộ này là thùng thà thùng thình luôn đó. Lớn lắm. Ngực chị em trăm luôn, bụng to, ngực to. Cái áo này mặc với quần jean cũng rất là đẹp, tại vì cái màu xanh này các bạn, thật là đẹp cái áo này luôn. Với thương hiệu Tommy Hilfiger thì các bạn yên tâm rồi, thật là đẹp cái áo, cái váy, xuất sắc đó. Và tiếp theo đây. Rất đẹp đúng không ạ? Cái váy này hôm bữa có một cái đã bán rồi ha. Áo hiệu Michael Kors, size X-small, váy size small với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. CC thấy cái áo này, cái dây kéo màu vàng nè. Thì cái váy nó cũng có những cái hộp nút màu vàng, cũng tròn tròn. Cho nên là CC phối lại như vậy. CC thấy cũng ok đó các bạn, cũng đẹp đó. Bộ này mặc rất là lịch sự. Các chị em đi nhà thờ nè, đi làm việc nè. Thật là đẹp bộ này. Tuyệt vời ha. Váy này size small, CC mặc rộng đó. Đây là váy thun ha, có độ co giãn. Rất là đẹp cái váy này, mình vải dày. Tuyệt vời đó. Cả hai thương hiệu đều là những thương hiệu nổi tiếng. Đẹp quá, bộ này đẹp lắm các bạn, xuất sắc luôn đó. Tuyệt vời. Và tiếp theo. Đây là mình vải thun lạnh. Áo này là hiệu Michael Kors. Đây là cái logo của Michael Kors. Cái váy này là hiệu Anne Klein, cũng có cái logo Anne Klein. Hai cái nó đều là màu vàng với nhau cho nên CC mới phối với cái áo này và cái váy này. Cái váy này thì đắp qua như vậy, cái váy này bán nhiều cái lắm rồi đó. Váy này là size medium, áo này cũng là size medium. Cái tay có thun, nó phùng phùng lên, nó rộng quá cho nên CC mặc nó kỳ quá đó, thì các bạn trừ hao ha. Rất là đẹp bộ này đó. Các bạn
bị cái bụng to, hoặc là các bạn tròn người, hoặc là các bạn thiếu chiều cao, các bạn đều mặc được cái bộ này. Vì sao? Vì cái váy nó ngắn, cho nên các chị em mặc sẽ rất đẹp. Áo bỏ trong váy, đây là mình vải thun, nó có độ rũ dữ lắm. Đây, các bạn kéo phùng phùng lên thì cũng như là một cái áo đầm, họ cắt ngang ở đây và cái phần này nó phùng lên, nó che được cái phần bụng cho các bạn, là như vậy. Bộ này rất là đẹp nè, mà dễ mặc nữa đó. Chị em nào size medium mà thích dài tay như vậy thì nên mua, đẹp, bộ này đẹp lắm đó các bạn. Mà cái mình vải nó mê luôn, hai cái đều là thun lạnh. Áo bỏ ra ngoài là như vậy ha. Thì các chị em có thể mặc cái quần tây, mặc cái quần jean, thật là đẹp luôn. Cici thích cái chữ MK này nè, rất là đẹp cái chữ này luôn. Váy mình vải thun lạnh, áo cũng mình vải thun lạnh, thật là đẹp bộ này đó các bạn. Các bạn muốn mua áo mua, muốn mua váy mua ha, size medium. Và tiếp theo, bộ này đẹp quá là đẹp luôn. Cái áo là một thương hiệu nổi tiếng ha, hiệu DKNY, mình vải muslin, rất là đẹp cái áo. Cái váy là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi. Hai cái mình vải đều mát hết, mặc vào người rất thoải mái. Bộ này là size medium, thành ra CC mặc nó rộng quá ha. Nè, cái váy lưng thun ở đằng sau khoảng 10 phân đó các bạn, rộng 10 phân ha. Còn cái áo cũng vậy, rộng thùng thà thùng thình luôn. Áo này các chị em có thể mặc với váy, rồi các chị em có thể mặc với lại quần tây đen. Đây là kiểu áo, cái vạt xẻ ra như vậy ha, dài lắm nha các bạn, dài tới tay CC luôn nè. Đó thì kiểu áo là như vậy. Nhưng mà CC nghĩ đó, các chị em mặc áo bỏ trong váy đó, đẹp lắm luôn. Hoặc là các chị em mặc quần tây đen đi làm thì đây chính là cái áo các chị em nên bỏ vào. Còn các chị em cao to, các chị em mặc quần jean quần tây thì các chị em có thể bỏ ra ngoài như vậy được, nhưng với CC là áo bỏ trong váy rất là sang, rất là đẹp với cái áo này. Hiệu DKNY thì khỏi phải nói rồi, number one luôn đó các bạn, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây, một màu sắc rực rỡ nè. Trong video này chỉ có một bộ này là màu sắc rực rỡ ha, thật là đẹp các bạn. Váy này là mình vải thun lạnh ha, không nhăn. Áo là mình vải xô, đúng chất vải xô luôn, mỏng mát mà đẹp. Cái phần bo ở dưới như vậy nè, bộ này á, lớn. Cái váy này á, là tới ba chữ medium nha các bạn. CC kẹp lại nè, ba chữ medium ha. Còn cái áo này là size medium, áo này đẹp xuất sắc các bạn. Áo này ở đằng sau có cái bo nè, còn ở đằng trước thì họ cuộn lại như vậy ha, túi nè. Rồi áo đẹp xuất sắc luôn, cái váy cũng đẹp, cái áo cũng đẹp nữa. Cái áo này các bạn mặc với lại quần sọt jean trắng xanh, hoặc là quần jean dài trắng xanh gì đó, chị xin nghĩ đẹp xuất sắc luôn, thật đẹp các bạn. Các bạn muốn mua chung bộ, muốn mua riêng mua ha, thật là đẹp, đẹp lắm bộ này. Những cái váy này đã mê lắm, thích thì thích luôn các bạn. Mình vải thun lạnh nè, không nhanh nè, đi đâu chúng ta đều mang theo đi được, trên cả tuyệt vời luôn, thiệt là thích luôn nè. Đây là bộ cuối cùng trong video này, các chị em thích cái nào chụp lại màn hình gửi cho CC 7069879063. Các chị em ở nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706 987 9063. Các chị em ở Việt Nam
Kết bạn với anh Sa bên Zalo 098 257 1934 để chọn được cho mình những chiếc áo đầm, những chiếc váy và những chiếc áo đẹp xuất sắc. Và lúc nào Sisimu cũng là on sale, thật là rẻ cho các chị em. Ok, bye bye, I love you.